Nhà hàng Destination Seafood House có những món ăn quê hương như là phở gà Hội An, bún vịt sáu măng, gỏi vịt, bánh canh tôm cua, hủ tiếu Nam Văn Thái, bún chả giò, cơm gà siêu siêu. Đặc biệt giờ lunch từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều, free soda và chè các loại. Buổi tối có tôm hùm xào mì, ốc nướng ngũ vị, ribeye steak với mì xào tỏi, cá nướng da giò mắm me, lẩu Việt Nam, lẩu Thái, lẩu cua, lẩu tôm hùm và món kem sầu riêng cuộn nổi tiếng của tiệm. Happy hour hàng ngày đầu tuần từ 3 giờ chiều đến đóng cửa, cuối tuần từ 3 giờ chiều tới 6 giờ chiều. Oyster chỉ có 1 đồng. Nhận đặc tiệc sinh nhật và hội đoàn có thể lên tới 150 người. Destination Seafood House có Brokers và McFadden trong khu quán hợp và Coffee Factory 714-884-4692.